Duy ơi, lại đây nào. Ở đây ngồi gần tivi hai mắt này, thế đấy. Nào, lại đi xem này, thế đấy. Nói. Ôi gà nhỉ, gà nhỉ. Nào, lại đây nào, không xem gần nhá. Quạt mát không? Không có tay nhá. Dạ ba xem nào. Tivi nào. Tivi ơi. Tivi. Dạ ba xem nào. Ê. Sao đây mất sao đây? Bụi vào mắt à? Đang chơi tự dưng lại bụi vào mắt thế này. Khó chịu à? Thì cái này nước cầm bồng á. Ngon không? Ngon không? Chị Huy, làm gì đấy con? Làm gì mà ồn thế này chị Huy? Thế đấy bỏ lon này làm gì? Bỏ lon qua mà bà uống mà quên vứt đi. Thế chơi cái này à? Hả? À? Cái này thì làm được cái gì đâu, nó cho vụt mà. Này là thích chơi những cái này. Chơi cái này. Đúng đấy. Lăn nào, lăn nữa. Ôi, nhìn cái này ba lại nhớ ngày trước của ba này. Ngày bé ba hay chơi này. Dùng này để làm xe trung thu này. Hay ba làm cho Kiwi một cái nhá. Xe trung thu có đèn nhá. Ok không? Ba làm cho Kiwi một cái nhá. Ngày bé ba hay chơi cái này. Lăn. Xe có đèn nhá. Bà lấy đồ vào làm cái này. Mày có khoảng một sợi này. Mất thời gian mua. Đi trước đi nhé.
tê chặt cho ba nào nên nào ôi nào ba xin nhá giỏi và cảm ơn nhé. Đi lên xe ngồi chơi đi nhá. Các bạn làm giúp mọi người này. Đi xe ngồi chơi. Rồi. Chị Quý, bánh gà. Cái này đi buổi tối đẹp lắm Chị Quý ạ. Cái này phải cho Chị Quý ra đửa kéo nha. Ta dùi lỗ này để cho ánh sáng lọt ra này. Gì đấy? Đéo gặp gì? Thấy chưa? Đục cái lỗ này mỏi tay quá nguyện. Đục cái này lỗ mỏi tay này. Thì giúp ba được không?
đi ra ngoài chơi kìa, ra ngoài chơi ba làm nhé, nhé. Chơi ngoài đi. Đâu mà lắm đất thế này. Bà làm gì? Bà không cần đâu. Cái này không fit mà. Vào đây nhá. Bà để cái búa đây mà. Nãy giờ lại làm quên mất. Kiwi ơi, bà đang bận tay thì Kiwi có đói thì vào lấy sữa để bà bóc cho uống nhá. Bà để trong tủ đấy nhá. Bà trong tủ lấy sữa nhá. Hết hộp đấy là no rồi. Hết chưa? Hết chưa mà rơi cao thế? Mà xem nào. Xem hết chưa nào? Có hết rồi. Cầm đi vứt đi nhá. Cái này kia kìa, một cục dùng đất nhá. Kiwi làm gì đấy? Lùa rồi á? Thế là vứt rác xong chưa mà ra đây? Này các bạn đặt vào tay rồi hả? Đó, kia ra nào, ra ngoài chơi nhá.
mình nha. Cắt được. Thank you.